Hello, xin chào các bạn. Hôm nay lại một đám cưới nữa các bạn ạ. Đây có một cái đám cưới nữa. Đám cưới của Hồ Việt Hoàng. Bây giờ chúng tôi đang đến hội trường cưới. Đón dâu từ 7 giờ rồi các bạn ạ. Nhưng bây giờ thì chúng tôi mới đến. Giờ tôi sẽ đi vào bên trong này. Giờ chúng ta đã nhìn thấy răng ghẻ rồi. Đấy, nó đã sửa răng rồi các bạn ạ. Đã sửa răng rồi. Đã sửa răng rồi. Đây là Dương. Thế Thảo đâu? Đâu. Hello anh em. Đây, hello. Quay mặt ra luôn. Họ không thật hết cả mình. Mày phải tát nó cho tao. Mày tát nó đi. Rõ ràng cái mặt các bạn ở đây ngọc còn ngào, mặt nó như này. Đây rõ ràng trong camera của tôi nó như này. Tại sao hôm trước các bạn có xem phim Hiếu Đóng Tiểu Thư không? Đây đâu cô dâu. Từ từ đã. Tại sao nó thành cái này? Đây, chúng ta quay nhân vật chính. Đây. Đây nhân vật chính. Và đâu rồi, em xoài đâu rồi? Kia đây là xoài thì sau này tất cả mọi trẻ con nó có một cái câu hỏi kinh điển là tại sao bố mẹ không có cho con đi ăn cưới con? Đàn tên cưới bố mẹ. Và thanh niên này được đi ăn cưới bố mẹ nha. Thanh niên được đi ăn cưới bố mẹ. Chào Lê. Chào Lê mặc vừa không? Chào Lê xinh đấy. Chào Lê ơi, Chào Lê. Xinh đấy. Xinh ấy. Cạnh Chào Lê là chị Quỳnh. Chị Quỳnh búp bê. Chị Quỳnh rất là xinh. Quỳnh Tuyết Ngọc. Trời. Sao mày cứ nhìn tao lên lén thằng kia? Lén lén đâu à? Mày cứ nhìn tao. À bị rồi. Còn Suka đâu? Cháu ở nhà. Bây giờ chúng tôi đang chờ đợi sự xuất hiện của khúc nướng Thị Nhung chưa thấy đâu. Mới nhìn đám cưới chả quen ai, thấy mỗi chỗ này quen. Hello. Không phải chị Vân gây TV các bạn ạ. Ngồi đây cắn hừng dương này. Đây là cái sẹo bằng bô các bạn ạ. Xinh đấy. Thảo ăn gì cho Thảo? Chưa ăn gì sao sửa răng? Một đám cưới coi như thế là đôi bạn trẻ đã coi như thế là chung sống rất là lâu rồi. Bây giờ mới đám cưới được vì Covid, Covid các thứ các kiểu. Ai? Thằng Hoàng á? Thế là nó còn trắng đấy. Chưa đến giữa hè. Trắng quá. Trên giữa hè. Các bạn ạ, một tiếng trước thì Trần Thị Nhung nhắn tin cho tôi là chị ơi, công ty có ai ở công ty không? Tôi bảo là có. Và vẫn chỉ hỏi thế thôi, chưa thấy mặt mũi nào đâu. Nó vẫn đang ở nhà, ai nó chưa đến đâu, nó bảo ngồi xuống. Ôi giời ơi. Đi vào ngồi đi, xong rồi về đi. Ở bên trong đi, đang ngồi ăn. Đi vào đi. Con chụp ảnh nữa. Con chụp ảnh nữa. Xinh như thế này mà. Xinh mà. Tao không hiểu. Đâu đi được. Ơ chân từ trong này à? Chúng tôi đi vào bên trong này đi theo Thảo Lê. Thảo Lê xinh quá. Xinh quá. Đâu, nó ngồi trong đấy rồi mình làm gì? Nó ngồi ăn rồi à? Ăn ở đâu mày vậy đằng kia? Đúng rồi, tao nhìn thấy rồi. Tôi sẽ zoom cho các bạn xem. Đâu, chết đây các bạn nha. Có hai đứa này nó. Sao hai cái đứa này nó ngồi mâm sống nhỉ? Lúc 7 rưỡi tôi ra công ty thì tôi mới thấy, tôi đã thấy thức với Thùy Anh đi đón dâu về rồi. Thả lê, khoác tay khoác này. Nó không biết tôi đang quay đâu rồi. Trời ơi. Tiếp cưới được ăn cơm chó. Nhìn. Mày nhìn cái gì? Tao quay được hết rồi. Nó không biết tao quay các bạn ạ. Nó không biết tao quay. Xong thì anh chị bảo đi. Hoàng ơi, vẫn bộ hôm trước ướt đấy à? Chú rể được đấy, cô dâu được đấy.
vào chưa? Vào rồi à? Nhớ nhiều đứa nào quay TikTok lớn cho xem cho đỡ cãi. Mọi người đi vào hết rồi các bạn ạ. Và chúng tôi thấy sự xuất hiện của Trung Tún. Trung Tún đang đợi Quỳnh. Đợi Quỳnh à em? Đợi Quỳnh à? Đợi Quỳnh à? Vâng. Quỳnh sắp đến. Chiên ăn cuốc cuốc nướng. Em đi đâu nọ thằng kia? Đi đâu nọ à? Bói cửa họ mà, thì không biết à? Không được. Hello chị. Đây hai đứa này đang phong bì phong bao. Phong bì phong bao các thứ các kiểu. Thằng này nó mặc áo kiểu gì đây? Bói đơn trời gặp bà là mà. Chắc đơn trời gặp bà là lại có blueberry mấy điên à? Bảo là boy Dolce & Gabbana. À, Dolce & Gabbana, giày mới, giày gì kia? Giày cũ. Giày luôn vui tươi. Không phải. Chặt luôn vui tươi mấy. Không phải. À, Valentino, tôi xin cho tên nhầm các bạn, Valentino fake phành phạch. Chặt thân thịt tươi. Tươi lên. Cười. Bĩu môi các bạn ạ, nó bĩu môi. Ây, đây là Giang em và Quỳnh kích giữa Hải Phòng. Chiến thần Hải Phòng. À, đây là chiến thần Hải Phòng. Ui, chân trắng quá. Chẳng có ai mấy. Ê Quỳnh. Nó bảo là không đội mũ thì chở lệch cửa ra, đừng chở ra giữa cửa như kiểu chở gái á. Cứ chở ra giữa cửa ấy. Trên năm mục đích của nó là thế, còn gì nữa. Các bạn Trung đợi bao nhiêu kia cả? Bạn Trung đợi bao nhiêu kia cả? Nó đeo cái đôi tất hơi lệch tông đấy. Đây là anh Hiếu và chị Bắc. Đây là mẹ Hảo nhà Bắc. Mấy vào đây. Vào đi, hai đứa còn đứng đợi gì nữa. Nghe thấy mà gọi to thế. Anh bảo thôi đi mua mà anh vào trước. Tôi ngồi ở đây, tôi ngồi sau rồi đây này. Thằng này là tôi giúp mình Giang ở đây. Các bạn iPhone dùng áp phết các bạn ạ. Đây là thức. À đây là vợ Giang. Thức của chị anh ở chỗ này. Lớp rồi tôi không quay được các bạn ạ. Thử mang theo thứ chúng mình đang cùng nhau. Rất là mong muốn một chàng tay thật tử để quý vị đúng không ạ?
Thank you.